Ok, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và video ngày hôm nay thì chúng ta đến với lại một cái chủ đề mà các bạn có hỏi tôi rằng là: anh Thái Phạm ơi, tại sao chứng khoán Mỹ liên tục tăng điểm và tăng rất là mạnh, trong khi đó thì chứng khoán Việt Nam thì lại rất là eo xèo? Thì bạn mới hỏi tôi thông qua điện thoại là: ừ anh ơi, như vậy lý do tại sao? Thì đáng nhẽ câu hỏi này thì tôi đã trả lời với bạn trong video vào ngày hôm qua. Dù vậy thì do cái lịch trình di chuyển của tôi nghỉ lễ Giáng sinh nên là tôi đã làm cái video vào ngày hôm nay để trả lời cho các bạn. Thì các bạn nhìn thấy trên màn hình ấy là chứng khoán Mỹ Dow Jones, thì từ cách đây khoảng 2 tuần là tôi luôn luôn review với bạn rằng là chứng khoán Mỹ đang trong cái quá trình chạy nước rút tạo đỉnh này. 2 tuần trước tôi đã nói với các bạn rồi. Bởi vì sao lại nói như vậy? Thì chúng ta thấy rằng là các bạn đếm ấy, là chứng khoán Mỹ có 1 tuần này, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần, 5 tuần, 6 tuần, 7 tuần, 8 tuần trên cái phần mềm Confluence Pro tăng vượt đỉnh 8 tuần liên tiếp, tức là 7 tuần rồi, và tuần này đang là tuần thứ 8. Thì cũng không biết là sẽ có tuần thứ 8 hay tuần thứ 9 nữa không, nhưng mà các nhà đầu tư của Mỹ hiện nay thì có thể nói là đang được ăn Giáng sinh khá là ngon và có một cái năm mới rất là ấm cúng, bởi vì Dow Jones đã tăng vượt đỉnh trước những cái kỳ vọng rằng là Fed sẽ hạ lãi suất vào năm 2024, cũng như là cái câu chuyện đang lan truyền giống như bong bóng thời năm 2000, đó là bong bóng .com, rồi trước đó là những cái câu chuyện về ở nhà đất ở Las Vegas của những cái thập kỷ năm 1990, phải trở về trước. Mỗi một thời kỳ một cái câu chuyện, nhưng rõ ràng thì các bạn thấy rằng là kỳ vọng của nhà đầu tư Mỹ đối với lại thị trường chứng khoán Mỹ là rất là tốt. Và bằng chứng cho thấy rằng là mặc dù tăng liên tục và chạy nước rút, nhưng mà chứng khoán Mỹ vẫn cứ một phen lao lên. Với những nhà đầu tư mà có kinh nghiệm thì đương nhiên là họ đã tiến hành chốt lời. Và đặc biệt sự chốt lời này thì nó đến vào cái phiên trong ngày 15 tháng 12, cũng như là cái phiên vào ngày 10... Đây, có hai phiên chốt lời, người ta sell into strength là ngày 14 tháng 12 và ngày 15 tháng 12. Thì trong đó thì các bạn có thể thấy rằng là những nhà đầu tư nổi tiếng như Mark Minervini cũng chia sẻ là đã chốt lời. Đấy, những cái phiên như ngày 14 tháng 12 và ngày 15 tháng 12 thì họ đã sell into strength và họ take đến 80% các vị thế ra khỏi các cái thị trường, và chỉ để lại 20% thì họ vẫn có thụ hưởng 20% tăng giá còn lại. Nhưng đà tăng như thế này trong thời gian ngắn là rất nóng, và nó làm cho các nhà đầu tư của Việt Nam khá là chạnh lòng khi mà nhìn vào chỉ số VN-Index ấy. Thì các bạn thấy là VN-Index thì lại bằng chứng là rất là trồi sụt. Đấy, trồi sụt. Và thực tế ra là chỉ số VN-Index sau khi giảm về ngưỡng 1020 điểm thì đã có cú hồi phục lên 100 điểm, là vào khoảng là 1128-1129 điểm gì đó, và cứ xuống lại 1070, tức là giảm khoảng độ 50 điểm, sau đó lại lên 50 điểm, rồi lại giảm khoảng độ tầm gần 50 điểm. Rồi liệu lần này có hồi lên được 50 điểm nữa hay không để tích lũy thì chúng ta cũng không biết. Ở phiên ngày hôm nay thì chứng khoán Việt Nam tăng là 0,41%, tức là 4,46 điểm. Và các bạn thấy là cái đà tăng thì lại là cái câu chuyện từ khoảng 2 giờ chiều, nhưng hôm nay thì rút kinh nghiệm là đà tăng thì bắt đầu từ 13h44. Nước ngoài thì các bạn nhìn ở đây là theo phần mềm Confluence Pro, khi tôi thống kê là bán dòng phiên này là phiên thứ 16 liên tiếp rồi. Và cái phiên mà bán dòng khủng khiếp nhất đó là phiên bán dòng ngày 15 tháng 12 là 1468 điểm. Và phiên khủng khiếp gần nhất trong 20 phiên gần đây thì phiên ngày 5 tháng 12 là bán dòng 1157 điểm. Đấy. Như vậy bạn thấy là trong 20 phiên ngắn hạn thì chúng ta thấy rằng là nước ngoài đã bán dòng tới là 17 phiên, chỉ mua dòng ít 40 tỷ, rồi 48 tỷ và một phiên mua khoảng 398 tỷ và 24 tháng 11 thôi. Thì đây bạn nhìn thấy là xuyên suốt dọc cái thời điểm mà VN-Index đạt 1250 điểm thì nước ngoài liên tục bán dòng. Và từ đầu quý 4 ngày mùng 2 tháng 10 giao dịch đến nay thì tôi đã thống kê với các bạn trong cái video về là tại sao nước ngoài bán dòng. Các bạn có thể coi lại cái video này này. Thì tôi đã thống kê các bạn là đến thời điểm này nước ngoài bán dòng gần 12.000 tỷ trên chứng khoán Việt Nam rồi. Đây, cái video là nước ngoài bán dòng kỷ lục và vì sao. 4 ngày trước tôi phát hành thì là 45.000 lượt coi rồi. Thế thì xin thưa với bạn là nước ngoài bán dòng rất là rát, đặc biệt là từ cái đầu quý 4 trở lại đây. Thế thì
Bây giờ mình lý giải không ngoài cái câu chuyện bán dòng thì tại sao cái câu chuyện nước ngoài bán dòng thế thì sao sau nhà đầu tư trong nước mình có vốn này, lãi suất rẻ này, vốn hóa thị trường theo nhiều thông tin là đang hấp dẫn. Đấy, liệu nó có hấp dẫn hay không? Lãi suất thì đang rẻ, rồi các cái khoản vay margin thì cũng được dồi dào, không có cái gì gọi là tôi gọi là quá là cao cả và khó khăn trong việc triển khai vay margin, thì tại sao chứng khoán không có lên? Đấy, thì các bạn hỏi là tại sao chứng khoán không lên? Rồi cứ so sánh Dow Jones với lại so sánh Mỹ thì chúng ta có thể lý giải một vài cái nguyên nhân. Đấy, và cũng có cái hành động của chúng ta, liệu là chúng ta có nên theo sát cái chỉ số Dow Jones không, hay chúng ta theo sát những cái tình hình của Việt Nam thì sẽ tốt hơn. Hey, đầu tiên tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn là thị trường chứng khoán ấy, nó đi theo cái triển vọng của cái nền kinh tế. Rõ ràng thì khi mà nền kinh tế Mỹ, mà các bạn thấy là cái nhận định của họ về, thế các bạn nhìn xem Dow Jones này, đã quay trở lại một lần nữa chỉ số Dow Jones và S&P 500. Thì nếu các bạn đọc các cái tin tức về chứng khoán Mỹ thì bạn thấy một điều đấy là họ luôn luôn được cái kỳ vọng là tăng trưởng về mặt kinh tế rất là tốt. Trước đây thì nhà đầu tư là bi quan về nền kinh tế Mỹ sẽ hạ cánh cứng, hard landing. Và ngay từ đầu năm thì mọi người cũng đang rất là sợ hãi là việc Fed tăng lãi suất như thế và giữ ở mức 5,25 đến 5,5% thì khả năng là nền kinh tế Mỹ sẽ bị hạ cánh cứng. Nhưng mà ơn giời, nhờ cái giá dầu nó ở mức cao và cuộc chiến Nga-Ukraine xảy ra thì Mỹ đã thay thế toàn bộ Nga, toàn bộ cái thị trường khí đốt của Nga để cung cấp cho châu Âu cùng với Na Uy và với Qatar. Đấy. Thứ hai là hơn giờ nhờ cuộc chiến tranh đó, Mỹ xuất khẩu vũ khí khủng khiếp trên không chỉ là đối với lại Nga, Ukraine đâu, mà họ còn xuất khẩu sang các cái nước ngũ nhãn mà như tôi đã nói với các bạn, và những nước có tiềm năng xung đột như là Ấn Độ này, Pakistan v.v. Họ cung cấp hết tất cả những loại vũ khí như vậy, thì cái GDP của họ tăng trưởng cho đến nay là khoảng, dự báo là 2023 thì theo cuộc họp Fed vừa rồi là 2,4%, và họ tiếp tục dự phóng là sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng 1,3% cho một nền kinh tế GDP khổng lồ, thì nó rất là tốt. Nên là cái triển vọng kinh tế đó đã thu hút những nhà đầu tư họ bỏ tiền vào Mỹ. Đấy. Trong khi đó thì cái triển vọng kinh tế của các quốc gia như chúng ta thì năm nay là chúng ta tăng trưởng kém cái kỳ vọng của các cái tổ chức và cũng như cái mục tiêu đầu năm của chúng ta đưa ra. Do đó thì khi chúng ta nói về kỳ vọng, nền kinh tế là sự kỳ vọng, thì các bạn thấy rằng là cái GDP tăng trưởng của Mỹ nó kích thích cái thị trường nó đầu tư vào và cái dòng tiền nó ở lại Mỹ. Đấy. Và cái lý do thứ hai mà các bạn bảo tại sao Mỹ nó cứ tăng mạnh như vậy, và thực tế thì tôi cũng đang thấy nước Mỹ đang chạy nước rút rồi, không thể tăng mãi cái kiểu này được, và nó phải có những cái correction khoảng 5-7%. Thì tôi cũng đồng ý với ông David Ryan và ông Mark Minervini thôi. Nhưng mà mình cũng phải có những cái lý giải tại sao nó lại tăng như thế. Thì nó căn cơ. Và một số bạn nói là Mỹ nó suy thoái các thứ, kinh tế nó chậm, nó 2024. Tại sao anh lại nói rằng là 2024? Thì theo lịch sử nhé, đấy, người ta thống kê là trước cái bầu cử tổng thống thì thường chứng khoán nó tăng. Đấy. Thì các bạn có thể làm lại cái backtest từ suốt cái thời kỳ mà bầu cử tổng thống Mỹ trở lại đây. Cái thống kê này thì cũng khá là powerful bởi các cái nhà đầu tư có kinh nghiệm dặn dày rồi. Đấy. Thì chúng ta cũng thấy được một cái điều rất là rõ như thế. Để nó kỳ vọng nhiều thứ lắm. Kỳ vọng về lịch sử, kỳ vọng về Fed, rồi kỳ vọng về nền kinh tế. Nó khiến cho lãi suất Mỹ tăng. Khiến cho cái thị trường chứng khoán Mỹ tăng. Và thứ hai nữa mà tôi muốn lý giải với các bạn ấy, đấy là chúng ta biết Fed là một trong những cái gọi là Iron Bank. Tôi thích gọi cái khái niệm là Iron Bank, nghĩa là cái ngân hàng sắt, người có khả năng chi phối toàn bộ thế giới này về quyền lực, về chính trị, về cả về mặt kinh tế. Thì đương nhiên cái kinh tế nó là một cái phương tiện để đạt được cái mục đích của họ mà thôi. Nhưng mà Mỹ là cái đồng tiền, đồng đô của Mỹ là cái đồng tiền toàn thế giới. Bạn đi đâu bạn cầm đô la Mỹ bạn dùng được, đúng không? Bạn đi du học, bạn đi sinh hoạt, bạn đi chơi, bạn đi holidays, bạn làm gì, bạn cần phải đồng đô la Mỹ. Đấy. Thì Mỹ là cái đồng tiền mà cả thế giới này sử dụng.
Và khi mà chính phủ Mỹ, các bạn thấy không, là luôn luôn gặp những cái khó khăn về bội chi ngân sách, tức là cái khoản thu thông qua thuế nó không có đủ bù đắp cho những khoản chi thường xuyên và chi cho những chương trình phát triển, rồi chi cho giáo dục. Ở chính phủ thì vừa mới lại xóa nợ cho các cái sinh viên, những cái student loan mấy chục tỷ, cả trăm tỷ đô la của Mỹ thì cũng được xóa nợ. Vậy nguồn xóa nợ ở đâu? Nguồn thu thì ít mà cái nguồn chi thì nhiều, thì chỉ có một cái nước thôi, đó là chính phủ Mỹ phát hành những cái trái phiếu. Mà những trái phiếu này thì những người mua là những quỹ đầu tư, có thể là quỹ đầu tư của Mỹ, các ngân hàng đầu tư của Mỹ, rồi những cái quỹ hưu trí, quỹ bảo hiểm của nước ngoài. Mà nếu bây giờ mà muốn cho những cái tổ chức đấy mua thì bạn phải tạo ra những cái cú gọi là hời cho họ. Thì bằng một cách nào đó, một cách rất là thần kỳ và một cách lý giải về kỳ vọng kinh tế Mỹ bị hạ cánh mềm, hạ cánh cứng, thì trong cái thời gian vừa rồi bạn thấy là cái giá trái phiếu chính phủ Mỹ, rồi những cái vấn đề lùm xùm là không có ngân sách trước Giáng sinh để trả lương nhân viên v.v. thì bạn thấy là cái giá trái phiếu Mỹ nó giảm xuống mức rất rất thấp ở tất cả các kỳ hạn 2 năm, 5 năm, 10 năm. Và bạn thấy trên media truyền thông thì có những cái dự báo rất là đáng sợ về việc chính phủ Mỹ sẽ phải đóng cửa. Rồi ông Bill Ackman, một trong những nhà đầu cơ hedge fund manager nổi tiếng trên thế giới, thì short cái trái phiếu chính phủ Mỹ. Đấy. Và cái trái phiếu chính phủ Mỹ nó giảm ở mức gọi là thấp ơi là thấp. Thế và cái lợi suất trái phiếu thì thực tế nó cao vọt lên. Lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm nó lên 5, mấy phần trăm, gần 5%. Đấy. Thì các bạn có thể đây, cái lợi suất trái phiếu Mỹ thì bạn vào trong một watchlist, bạn vào trong tiền tệ và hàng hóa quốc tế đây. Đấy. US 5 năm đi. Thì có lúc là đây US 5 năm là có lúc thời điểm cao điểm nhất là ngày 19 tháng 10 năm 2023 thì nó lên tới là 5%. Đấy. Và chúng ta xem cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm nhé. Đấy là 5 năm. Để xem 10 năm đi ha. US 10. Đây tôi cho ở đây có US 10 đây rồi. US 10 thì cũng đạt vào lúc cao điểm nhất là ngày 23 tháng 10. Nó đạt cái chỉ số cao là 5,02%, khoảng trên 5%. Thế thì bằng một cách rất là kỳ diệu, cái giới đầu cơ Mỹ, giới đầu tư Mỹ, và kể cả tôi nghĩ là cái vai trò của Fed đó, đã đè cái giá của trái phiếu chính phủ Mỹ xuống cái mức gọi là thấp gọi kỷ lục. Thì khi mà nó thấp kỷ lục như thế, nó kích thích cái lòng tham kiếm tiền của những cái quỹ đầu tư. Đấy. Của những quỹ đầu tư không chỉ là trong nước, những ngân hàng đầu tư, mà cả thế giới đổ xô vào mua cái trái phiếu chính phủ Mỹ. Vì họ sẽ ăn được chênh lệch. Thì bạn thấy là từ lúc mà ngày 24 tháng 10 ông Bill Ackman ông đăng cái tút trên X, thì ông nói rằng tôi đã dừng sọt, cover lại các vị thế sọt. Và sau đó thì làm sao? Thì ông dừng sọt thì ông quay trở lại ông long. Ông long trái phiếu thì từ cái thời điểm đấy giờ ông đã lời hơn 22% cái trái phiếu Mỹ rồi. Mà riêng cái thị trường trái phiếu là cái thị trường mà nó không tính bằng vài trăm triệu đô la, nó tính bằng vài tỷ đô, nó tính bằng chục tỷ đô, thậm chí cả trăm tỷ đô. Và như vậy các bạn thấy rằng là cái thị trường Mỹ nó luôn luôn thu hút những cái nhà đầu tư cỡ lớn để vào đó chơi. Và bây giờ chính phủ Mỹ khi mà cái giá trái phiếu nó tăng trở lại thì sao? Giá trái phiếu tăng trở lại thì bây giờ là phát hành cho các nhà đầu tư lại cười phe phé, lại vui vẻ. Và chính phủ Mỹ lại có tiền. Thế là bằng một cách nào đó Fed luôn luôn biết cách điều khiển để khiến cho cái thị trường chứng khoán Mỹ, thị trường tài chính Mỹ nói chung, và những cái công cụ, những securities như là trái phiếu, cổ phiếu của Mỹ luôn luôn ở mức mà rất là hấp dẫn. Đấy. Thì tôi nghĩ là cái vai trò của lần này phải kể công rất lớn đến cái vai trò của bà Janet Yellen. Bà này là Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, nhưng đồng thời trước đây cũng là cái người gọi là đứng đầu của Fed trước cái thời của ông Jerome Powell. Nên là cái lý do mà tôi nghĩ là một trong cái lý do quan trọng mà ít người nói, đó là cái vai trò của Fed trong cái việc điều khiển những cái thị trường tài chính của Mỹ.
Đấy, đó là lý do tại sao thị trường chứng khoán Mỹ nó luôn luôn hấp dẫn là như vậy. Nó hút được dòng tiền toàn thế giới. Và điều thứ ba, nó là một cái derivative của cái việc này. Đó là cái cái lãi suất của Mỹ. Thế thì bây giờ lãi suất của Mỹ nó cao đó. Cái CD của Mỹ bây giờ nó là khoảng 5%. Sang năm, mọi người nói Fed sẽ giảm 0,75 cho đến 1%. Cá nhân tôi thì nghiêng về cái phương án là khoảng 0,75 cho đến 1%. Và Fed sẽ hạ lãi suất là bởi vì nền kinh tế Mỹ nó bắt đầu có dấu hiệu chậm lại. Nhưng cái thị trường lao động nó đã bắt đầu nới lỏng ra. Và kinh tế nó slow down từ 2,4% năm nay nó xuống còn 1,3% khi các nguồn xuất khẩu về dầu lửa nó thu hẹp xuống. Và việc xuất khẩu vũ khí thì bây giờ đến giai đoạn là không phải là đơn hàng mới mà đáp ứng cái đơn hàng hiện hữu. Thế thì tôi nghĩ rằng là họ sẽ hạ lãi suất xuống vào khoảng 0,75 đến 1%. Thì khi mà hạ lãi suất xuống 0,75 và 1% thì các bạn thấy là cái CD tiền gửi tiết kiệm của Mỹ nó vẫn là 4%. Đúng không? 5% xuống 1 là 4%. Và cái lãi suất cho vay 30 năm mua nhà ấy, thì nó vẫn là khoảng từ 7,3% bây giờ nó xuống còn khoảng độ 6,2-6,3%. Vào cuối năm 2024, với cái mức lãi suất cao như thế, thì nếu mà các cái thị trường như Nhật Bản là 0% lãi suất âm, rồi với thị trường chúng ta đi, Việt Nam mình thì lãi suất bây giờ các bạn đi gửi tiết kiệm, bây giờ các bạn thử vào các cái app của Vietcombank hay là app của Viettin, BIDV, các app ngân hàng thương mại thì bạn thấy là bây giờ chỉ lãi suất loanh quanh đâu đó vào khoảng tầm có 5,1 đến 5,2% một năm. Nếu bạn là doanh nghiệp ấy, bạn gửi một năm thì bây giờ nhiều khi lãi suất chỉ có còn thấp hơn cái lãi suất không kỳ hạn hồi xưa ấy, là 3,3% thì bây giờ nó còn 2%. Thế với cái mức lãi suất đó thì không thể nào mà có thể thu hút được những cái dòng tiền. Họ có thể là trước đây ấy, khi thị trường bất động sản của chúng ta sôi động thì chúng ta sẽ có rất là nhiều kiều hối đổ tiền vào về Việt Nam, gửi về không những là cho bố mẹ mà còn đem đầu tư. Đấy, đi mua đất, mua vàng vân vân, hoặc là đem gửi tiết kiệm cũng ăn chênh. Trước đây lãi suất tiết kiệm nó vào khoảng tầm 7%, đúng không? Thì lãi suất Mỹ là 0%, hoặc là lãi suất tiết kiệm là 6,5%. Thì lãi suất Mỹ là 0%, hoặc là bên Nhật là âm, Đài Loan cũng âm, thì bây giờ gửi về Việt Nam thì dĩ nhiên là lạm phát theo danh nghĩa là vào khoảng tầm 4% thì nó vẫn còn chênh ra. Rồi mỗi năm Việt Nam mình quản lý cái tiền cũng khá là tốt, mất giá có khoảng trên dưới 3% thôi, khoảng 4% gì đó. Thì nó vẫn còn cái chênh lệch. Đó là lý do tại sao mà mọi người vẫn gửi kiều hối vào, và cái dòng vốn mà rẻ của Hàn Quốc trước đây họ đổ vào, rồi Thái Lan đổ vào, Đài Loan họ đổ vào. Là vì cái lãi suất Việt Nam nó tương đối là cao. Thế thì bây giờ thì lãi suất Việt Nam mình nó hạ thấp xuống rồi. Nó còn khoảng 5% đi, let's say 5%, thì Mỹ giờ đang là 5%, Việt Nam 5%, thì rất khó để có thể thu hút được nhiều cái tiền của nước ngoài họ đầu tư vào đây. Do đó thì rất rất khó để VN-Index có thêm cái dòng vốn từ những cái nhà đầu tư nước ngoài. Đấy, nếu không muốn nói rằng là họ còn đang trong cái quá trình rút ra liên tục. Đấy, thì đấy là cái mà chúng ta có thể nhìn thấy. Điều thứ tư mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là các cái chất lượng hàng hóa niêm yết trên sàn chứng khoán. Đấy, thì các bạn nhìn ở đây ấy, nếu mà nhìn trong trang chủ đây, bạn thấy cái đóng góp về ảnh hưởng thì phần lớn như hôm nay thì chúng ta nhìn thấy có bán lẻ, một chút có thực phẩm. Đấy. Nhưng mà nếu mà bạn nhìn cái bản đồ nhiệt để tác động của các cái thành phần, các cái sector, tôi gọi trong nhật báo IBD nó gọi là các cái sector ảnh hưởng đến thị trường ấy và điểm số ấy, thì chủ yếu chúng ta, công nghệ lõi của chúng ta là bất động sản, là chứng khoán, là thép, là ngân hàng. Đấy. Trong khi cái công nghệ lõi, tức là chúng ta là công nghệ lõi, là những cái sản phẩm mà liên quan đến tài chính. Chứng khoán thì nó là ngành có chu kỳ, bất động sản ngành có chu kỳ, thép cũng theo chu kỳ. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà bơm tiền ra, kinh tế thuận lợi, tín dụng và tiền nhiều thì giá tài sản tăng, doanh nghiệp làm ăn được thì chứng khoán nó tăng. Nhưng mà khi mà kể cả bơm tiền nhưng mà không hấp thu được như đợt này, giá tài sản cao, đấy, không xây dựng được, không có đầu ra, thì bất động sản đứng yên, thép cũng đứng yên. Thế thì ngân hàng cũng không cho vay được. Nên là
cái công nghệ lõi của mình nó kém cái triển vọng tiềm năng về earning per share, tăng trưởng lợi nhuận, cái net income trong 2024, và kể cả người ta cũng chưa nhìn thấy cái bức tranh rõ ràng vào 2025, cho nên chúng ta không thể thu hút được cái tiền, và đó lý do tại sao mà chúng ta khó có thể là kiếm được thêm cái dòng vốn đổ vào mua với cái kỳ vọng lớn. Thế trong khi Mỹ thì cái công nghệ lõi của họ tương nhiên nó là xuất khẩu vũ khí, đương nhiên đó là những cái liên quan đến dịch vụ, đấy, tiêu dùng, thẻ tín dụng đúng của người dân. Cái consumption của Mỹ về tiêu dùng bán lẻ rất là lớn. Rồi đương nhiên nó là xuất khẩu dầu lửa, nhưng và nông nghiệp phát triển vân vân. Nhưng có một cái điều quan trọng mà Mỹ là cái nơi dẫn đầu trên thế giới, đó công nghệ lõi của họ, đó là công nghệ thực sự. Cái công nghệ thực sự của họ thể hiện thông qua Apple, Microsoft, đúng không? Những cái chip như Nvidia, thì và gần đây thì cái công nghệ nó, trước đây là gì? Là computer thời của Bill Gates, personal computer, máy tính cá nhân. Trước đây thì các bạn thấy là có Internet, và có YouTube, có Google ra đời vân vân. Rồi bây giờ người ta đang theo cái trào lưu là trí tuệ nhân tạo. Ông Bill Gates ông nói là mỗi người bây giờ thời gian tới 5 năm sẽ có một cái con gọi là trợ lý ảo. Thế thì nó đang là cái xu hướng rất là lớn. Liệu nó có trở thành bong bóng .com năm 2000 hay không, hoặc là bong bóng startup gì đó, tôi chưa biết. Nhưng cái đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ, đặc biệt là các big tech, mà nếu các bạn nào có trading những cái chỉ số CFD của Mỹ future, bạn biết cái US Tech 100 ấy, nó liên tục tăng, tăng khủng khiếp. Không ai có thể đi ngược cản tàu xu hướng được, bởi vì nó tăng vậy nó không có điểm vào cho buy thì phải ở dưới. Nhưng mà bạn thấy là nó cứ liên tục tăng, và nó thể hiện cái kỳ vọng. Có những cái nó vô lý về mặt phân tích kỹ thuật nhưng mà nó cứ tiếp tục tăng. Thì đó là cái bản chất cái công nghệ của Mỹ, nó là cái công nghệ hướng tới cái tương lai. Hướng tới cái tương lai không phải là hướng tới tương lai của một năm, mà hướng tới tương lai 5 năm, 10 năm. Và tương lai không phải tương lai chỉ có mỗi Mỹ, mà tương lai của cả thế giới. Thế còn chúng ta thì cũng là công nghệ lõi, nhưng mà cái công nghệ lõi của chúng ta thì có vẻ là tương đồng với lại cái công nghệ lõi của Trung Quốc và các cái thị trường lân cận, khi dùng bất động sản là cái động lực để mà tăng trưởng. Nếu bất động sản chững lại thì những ngành liên quan như vật liệu xây dựng, sắt thép, đấy, rồi người dân phải có mua bán có lợi nhuận, đấy, thì mất tiêu dùng đi thì nó mất đi cái công nghệ lõi, nên là nó có cái sự suy trầm. Và khi mà chúng ta thấy có sự suy trầm như thế thì rõ ràng là cái chứng khoán khó có cái kỳ vọng để tăng, bởi vì tôi đã chia sẻ với các bạn rồi, thị trường chứng khoán nó là cái thị trường của cái sự kỳ vọng mà. Bây giờ nếu mà hết cái kỳ vọng đi thì rất là khó, phải không nào? Thế thì chúng ta thì cũng khá là, chúng ta cũng đừng có buồn, bởi vì thực tế là thì chúng ta cũng giống như là thị trường chứng khoán của Thượng Hải thôi. Thượng Hải nó còn buồn hơn. Nếu các bạn vào các cái chỉ số quốc tế các bạn nhìn ấy, chúng ta thấy là tốt rồi, tạo lập chúng ta vẫn còn giữ được mức 1100 cách đây 14 năm, năm 2007 có một cái bài báo đó, bài báo là thị trường vượt 1100 điểm, thanh khoản vượt trội và sôi động. Thì cái thị trường năm 2007 các bạn thấy không, nó có cái bài báo 22 tháng 5 2007, bài báo trên VN Economy, VN Index vượt 1100 điểm, thị trường sôi động. Thế thì bây giờ đấy, các bạn cũng thấy rồi, năm nay thì là sau 14 năm phải không, 2007 2023 14 năm thì thị trường cũng vượt 1100 điểm, nhưng mà thanh khoản thì rất là thấp. 14 năm nay chúng ta cứ lanh quanh cái mốc 1100 điểm này. Một phần là cái cơ cấu hàng hóa chúng ta cứ bất động sản, chứng khoán, thép. Mà thêm một cái yếu tố nữa mà tôi muốn chia sẻ các bạn, đó là cái chất lượng hàng hóa trên thị trường chúng ta. Chúng ta để những cái cổ phiếu mà tôi gọi là penny, và những cổ phiếu thiếu cái, nói chung là nó thiếu cái chất về kinh doanh.
Ví dụ bạn thấy ngày hôm nay, cái top những cái cổ phiếu mà tốt, giao dịch nhiều này, Hoàng Anh Gia Lai, Hoàng Quân, rồi ITA, tức là những cái penny đấy, HNG. Thế mình nhìn thì mình thấy là toàn những cổ phiếu mà mang tính đầu cơ cao và nó có làm ăn kinh doanh được cái gì đâu. Ít nhất là chúng ta thấy cái sự khó khăn của họ không chỉ là năm nay và từ Covid, mà nó họ có tiền sử làm ăn nó suy kém. Đó bởi vậy giá cổ phiếu họ như rau dưa trà đá, nhưng mà nó vẫn thu hút cái dòng tiền vì đó là thị trường đầu cơ. Thế cái công tất nhiên chỗ nào cũng đầu cơ, nhưng ít nhất đầu cơ giá trị có những cái cổ phiếu tốt thì nó còn có lý để mà nói với thế giới rằng là ừ, mua và nắm giữ. Thế thì bây giờ với những cái cổ phiếu, ví dụ tôi nói những cái cổ phiếu mà kinh doanh thì chẳng có gì, lúc nào cũng thua lỗ, mà đứng đầu top giao dịch của bất động sản đây này, 19 triệu cổ phiếu giao dịch, thì mua những cái này thì bạn chỉ có mong là hôm nay mua mai bán, hoặc là 1-2 tuần nữa bạn bán bạn kiếm tiền, hoặc là T7, T3, T10. Cái tư duy nó là ngắn hạn. Thế làm sao mình có thể dám nói với bạn bè tự hào là tôi sở hữu cổ phiếu này và bạn hãy đem tiền và mua để đưa cho ông chủ làm ăn, ông chủ này sẽ rất tốt trong tương lai và nó là cái sự tăng trưởng bền vững tương lai. Không ai nói như vậy được. Nhưng mà nếu bạn mua cổ phiếu của Apple, Google thì bạn tin rằng là cái công ty nó trường tồn, cứ tin là nó tiếp tục nó phát triển bền vững, nó có sản phẩm thực sự, nó có dòng tiền thực sự, nó có ban lãnh đạo tốt, nó có lợi thế cạnh tranh vân vân. Thì đó là lý do tại sao mà đừng so sánh Việt Nam với lại Mỹ, vì cái đó là cái mà nó quá chênh lệch đi. Và cái chất lượng hàng hóa đó, nó khác biệt. Và do đó thì chúng ta cũng đừng có buồn nếu như mà 14 năm trước chúng ta vượt 1.100 điểm, thị trường sôi động, thì 14 năm sau chúng ta vẫn là 1.100 điểm và thanh khoản nó cũng giảm đi, nó kém sôi động hơn. Đấy, thì cái đó là cũng cái là chúng ta cũng chấp nhận thực tại. Bởi vì thay vì nói chung là chúng ta cũng không hẳn học, chúng ta cũng phải hiểu rằng là nó cũng đã tốt lắm rồi. So với lại năm 2007, thanh khoản nó cũng tăng gấp 4, gấp 5 lần, số người biết đến chứng khoán cũng nhiều hơn, thị trường cũng rộng lớn hơn, sản phẩm thì cũng đa dạng hơn, vân vân. Thì chúng ta cũng thấy rằng chúng ta cũng từng bước tốt lên rồi. Đấy, chúng ta cũng không chê. Nhưng mà ý chúng ta đang nói rằng là thôi thì chúng ta chấp nhận cái thực tại, cuộc sống nó là như thế và chứng khoán của chúng ta chỉ có như vậy thôi. Thế thì cuộc sống chúng ta thì nó mang tính chất là mang tính chu kỳ. Đấy, thì khi nào mà các bạn thấy rằng là khi nào cái thị trường chứng khoán Mỹ nó phát triển cực đại, thì các bạn sẽ nhìn thấy là ăn no nê, tư bản ăn no nê ở thị trường chứng khoán Mỹ rồi, và cái thị trường Trung Quốc nó ổn lại về bất động sản, thì thị trường Việt Nam mình nó sẽ ấm lên. Thì lúc đó sẽ là lúc mà bạn chơi lớn được. Hoặc là bạn phải để cho mọi thứ rất rất tệ. Thì hiện nay thì mọi người hỏi tôi là rất rất tệ chưa, thì tôi xin thưa với bạn là chưa rất rất tệ. Bởi vì bản chất nó vẫn là sự giằng xé. Những người rất rất tệ, nhưng mà vì cái môi trường lãi suất thấp và nó rẻ, cho nên người ta cố gắng tạo ra những game, những cái game cây thông Noel, những cái game bơm thổi, giống như là ông nhân Lewis trước đây ấy. Khi mà rẻ quá thì ông bơm cổ phiếu của ông lên, rồi ông quyết FLC cái đấy đã xử rồi thì mình nói. Tức là cái môi trường thấp nó tạo ra cái đầu cơ. Đấy, vì tiền nó nhiều, lãi suất tiết kiệm thấp không biết làm gì. Đó, thì nó tạo ra cái đầu cơ. Và sẽ có nhiều cái đội nhóm họ lợi dụng cái môi trường đó, họ đánh cái mã cổ phiếu lên. Mặc dù tôi cũng biết rằng là chúng ta thấy rằng là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hay là những cái cơ quan chức năng đang làm rất quyết liệt cái câu chuyện là hạn chế cái chuyện đấy rồi và xử phạt rất là mạnh tay. Thế nhưng đâu đó thì nó vẫn có những cái sự lách, thì nó vẫn cứ có những cái kéo lên như vậy, và đó là do môi trường của đầu cơ nó có những cái vẻ đẹp và nó có những cái thứ như thế. Thế thì khi nào nó chưa phải là rất rất rẻ, bởi vì nó vẫn còn có môi trường để tạo ra những thứ như vậy và những cái định giá của những cái nhóm cổ phiếu nó còn vô lý, thì nó cứ lèng phèng mà không ai muốn nó xuống, không ai muốn nó lên. Không phải không ai muốn nó lên, người ta mua nó lên lắm, nhưng mà những người theo cơ bản thì họ thấy là chưa lên được, họ chưa xuống tiền. Còn những người mà họ nói ủa môi trường này rẻ, lãi suất rẻ, tôi cứ đánh đi, các anh chịu không nổi nhiệt thì các anh buộc phải mua giá của tôi cao.
Thì túm lại là cái thị trường của mình trong cái giai đoạn này nó là giai đoạn mà khó nói lắm. Nó gọi là giai đoạn mà người bán á, không muốn bán giá thấp. Vì họ nói là bây giờ môi trường lãi suất rẻ này, anh chị biết làm gì đâu, vào đây tôi có game cho anh chị. Nhưng mà chỉ dành cho những cái người mà ham game thôi. Thế còn những người ta bảo tôi không đầu tư những cái cổ phiếu penny, penel, các thứ mấy chục triệu cổ phiếu giao dịch đêm mà nó chả có cái giá trị gì. Tôi muốn cái cổ phiếu nó tốt và nó phải có triển vọng tí thì tôi vào. Nhưng mà anh chưa đủ rẻ hoặc anh đánh cao quá thì nước ngoài cũng thấy cái định giá cao thì họ cũng bán ra thì người ta bảo người ta chưa mua thì người ta đứng ngoài. Đấy. Thì những người mua thì là đứng ngoài và không thấy rẻ. Thì người bán lại bảo tôi không muốn hạ giá là bởi vì cái lãi suất nó còn rẻ tốt. Thế nên là cái thị trường giai đoạn này trong ngắn hạn nó đang là cái giai đoạn mà giằng xé giữa người mua và người bán. Chưa ai thắng cả. Đấy. Cái người mua vẫn là cái người mà có cái quyền lựa chọn. Họ không bị cái lòng tham kích thích nữa. Trừ những cái người mà ham mê kiếm tiền ngắn, nhanh thông qua những cái game penny. Thế còn những người mua bình thường có lý trí họ rất là từ từ, bình tĩnh. Mọi thứ nó chưa rõ ràng, còn đắt. Thế người bán ấy bảo, bây giờ mà mình bán ấy, giá rẻ thì không được. Mọi thứ nó thuận cho bọn mua quá. Thế họ giữ giá cao. Khi nào đội nào thắng thì chúng ta đi theo. Nếu bạn là nhà đầu cơ theo Jesse Livermore hoặc là bạn những nhà đầu tư theo trường phái Carl Slim thì bạn cũng phải đợi. Bạn theo Payback Time thì bạn của Phil Tao hay là Warren Buffett thì bạn cũng phải đợi. Còn bạn theo hệ tâm linh mà cứ thích kéo, thích đánh thì bạn tham gia thì không vấn đề gì cả. Nhưng mà đây nó là sự lựa chọn của mỗi người và cái sự từng trải của mỗi người khi tham gia thị trường. Tôi vẫn hay nói với lại những hội viên của tôi, hội viên Platinum là trong trường hợp mà bạn giải ngân vì một lý do nào đó thì bạn thấy là tôi cũng cho anh em thử giải ngân mà cứ vào thì nó cứ bỏ tùng xẻo mỗi ngày một tí hoặc là vào thì lời được 5% rồi sau đó thì nó lại lỗ lại, tức là trong ngắn hạn nó chưa có gì nó sáng sủa cả, nhưng cái nào có trend thì vào, đúng không ạ? Và chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta mua bán liên tục vậy nhưng mà mất phí mà chúng ta thấy mệt mỏi lắm, thôi đợi thời điểm tốt. Đấy thì quan điểm của tôi nó là như thế. Tất nhiên thì khi nào tốt thì nó cũng tương đối thôi. Rẻ thì nó là thế nào là rẻ thì nó cũng là tương đối thôi, chứ nó không thể nào mà tuyệt đối là phải rẻ như rau như dưa. Và mỗi một thị trường thì nó có những cái tạo lập riêng biệt. Thì quan trọng là cái ý chí tạo lập có đủ mạnh mẽ để cân lại toàn bộ dòng vốn bán ra nước ngoài. Mọi người nói là thế nước ngoài bán dòng thì bán hết tháng 12 của Thái Lan rồi này kia, rồi Đài Loan nó mua dòng vân vân. Thế thì liệu cái câu hỏi là với những cái yếu tố triển vọng thế thì qua tháng 1 thì nước ngoài còn bán dòng không? Hay là họ sẽ mua dòng? Đấy, chúng ta chưa biết mà cũng không thể đoán. Cho nên cứ đợi xem thế nào. Đúng không ạ? Đấy, thì nói như vậy để các bạn biết đừng có vấn vương ở chuyện là cứ đi nói rằng Mỹ nó tăng, Việt Nam không tăng rồi bạn giễu cợt hoặc là bạn cảm thấy buồn. Chả có gì buồn cả, vì bản chất cái nội tại của cái thị trường chứng khoán chúng ta nó thế. Cái cơ cấu sản phẩm của chúng ta toàn những cái thứ thiên về tài chính, thiên về chu kỳ và thiên về đầu cơ, thì chúng ta không thể kỳ vọng chúng ta có công nghệ lõi như Mỹ để chúng ta so sánh được cả. Hãy hài lòng với những cái gì mà mình đang có, với những cái sản phẩm mà mình có, và mình chọn cái thời điểm phù hợp để mình vào thị trường, đúng không ạ? Thế thì đấy là cái chia sẻ của Thái Phạm. Và tất nhiên thì bây giờ tôi đã đi nghỉ Noel rồi. Tôi cũng ít hoạt động trên group Facebook. Rồi tôi cũng bảo với hội viên tôi là tôi sẽ chỉ có video cho hội viên bắt đầu từ ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 trở lại thôi. Tôi sẽ giao tiếp mọi người thông qua cái community tab là chính. Đấy, nhưng mà đấy là chia sẻ để mọi người nắm được cái tinh thần. Đấy, đừng có so sánh. Và tất nhiên hỏi thì tôi vẫn trả lời, nhưng mà đừng có so sánh, được không ạ? Sẽ liên tục cập nhật và keep it posted. Keep people posted ha. Thank you mọi người. Và chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Và các bạn, ai là người mua thì cũng đợi được thời điểm hàng tốt, giá tốt và đúng thời điểm. Ai là người bán cũng bán được giá đúng, bán được giá có lời và bán được đúng người. Đấy, thì ai cũng tham gia vào win-win trên thị trường cả. Ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.